Thông tin từ đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị này đã giao cơ quan công an vào cuộc điều tra liên quan nội dung tố giác của người dân về việc bị hành hung, cưỡng chế ép rời khỏi khu vực đầm nuôi tôm ở xã Vinh Quang. Theo nội dung tố giác, ngày 30 tháng 8, ông Phạm Khắc Hiền, 57 tuổi, trú xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, cùng khoảng 10 công nhân chuẩn bị làm việc tại khu đầm nuôi tôm có diện tích hơn 70 hectare ở xã Vinh Quang, bất ngờ xuất hiện nhóm người xưng nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Việt Mỹ, công ty Việt Mỹ đến đẩy đuổi, cưỡng chế ép toàn bộ mọi người phải ra khỏi khu đầm. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Khắc Hiền cho biết, khi ông không chịu rời đi thì nhóm người này hành hung, kéo lê ông ra khỏi khu đầm, dẫn tới việc bản thân bị thương tích, mọi người phải đưa đi viện cấp cứu sau đó. Theo ông Hiền, vào năm 2009, có ký hợp đồng hợp tác với công ty Việt Mỹ để thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản tại khu đầm rộng hơn 70 hectare ngoài đê xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng với thời hạn 4 năm. Ngoài gia đình ông, còn có hàng chục hộ dân khác cũng tham gia canh tác tại khu vực đầm ngoài đê này. Đến năm 2010, người đại diện pháp luật của công ty Việt Mỹ không may qua đời và khi hết hạn hợp tác năm 2013, ông Hiền cùng các hộ dân khác nhiều lần liên hệ với công ty Việt Mỹ để gia hạn hợp tác nhưng không nhận được hồi âm. Suốt từ đó đến nay, ông Hiền vẫn tiếp tục sử dụng, cải tạo hơn 70 hectare đầm phục vụ việc nuôi tôm. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đoàn Văn Vũ, Tổng Giám đốc công ty Việt Mỹ cho rằng, việc ông Hiền nhập viện chỉ là ăn vạ và khẳng định không có chuyện người của công ty hành hung. Lý giải việc vì sao suốt từ năm 2013 đến nay, công ty mới lấy lại khu đầm, cũng như không hồi âm khi người dân đề nghị gia hạn hợp tác, thì ông Vũ cho biết, do thời điểm trước kia, giám đốc chi nhánh tại Hải Phòng câu kết với các hộ dân, không báo cáo về công ty. Theo ông Vũ, gần đây công ty đã nhiều lần thông báo thanh lý hợp đồng, nhưng ông Hiền không nghe, buộc đơn vị phải cho người cưỡng chế, đẩy đuổi khỏi khu vực.